Trích đoạn Thầy Tiếp Phật tử Quảng Bình và Cần Thơ ngày 31 tháng 5 năm 2008. Nội dung: Thầy dạy người nông dân nên tránh làm những người ác và cách đối xử với chuột bọ phá hoại mùa màng. Phần mùa màng thì lúa má thì chuột bọ sâu keo dạ, thì thường xảy ra, cho nên chứ cả con mà dưới luật á thì cũng thất thu, mà cả con mà diệt hại hồ thì cả con này mang nghiệp nhân quả dạ. Cho nên cùng mấy năm nay con thả rồi cho hắn ăn thịt mấy thò ăn thịt mấy thì ăn luôn, chứ con không dám biết không dám cái gì được cả dạ. Thì con xin thầy dạ là giảng dạy cho con để con thấu hiểu, để con về là trao đổi lại với cả Phật tử dạ, là trong có hai vấn đề, một là về là nông, hai là các cặp vợ chồng, nhưng người vợ là đi thò bát quán trai, nhưng chồng người nhà là còn phải đi biển đánh cá dạ, đi ở xứ nào thì phải là theo là nghề nghiệp của xứ đó dạ. Con xin thầy dạy bảo. Bây giờ thầy nói về nghề nghiệp, cái có 6 cái nghề mà Đức Phật đã cấm người cho người Phật tử không nên làm: nghề chài lưới, nghề săn bám, nghề buôn bán thịt sống thịt chín, nghề buôn bán nô lệ, tất cả những cái nghề nghiệp, nghề bán rượu, tất cả những cái nghề đó là không có được thành nghề, tức là không được buôn bán những cái nghề, làm cái nghề đó. Thì tìm mọi cách mà thay đổi cái nghề. Ở chợ Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh có một người bán cá, đến thầy bảo thôi bây giờ đi bán trái cây đi có sao đâu, thì cái người này thôi thay đổi đi bán trái cây, thì bây giờ bán trái cây còn khá hơn quảng cá hồi trước, mà giờ nó không tăng như rồi. Nói các con thấy cần phải thay đổi nghề. Nhưng mà vì mà cái vùng ở biển, nhà mình ở biển, cha mẹ ở biển rồi phải đi biển rồi, làm sao mà đi chỗ nào được, ruộng không có, mà biển thì làm sao có ruộng đâu mà ăn, không phải con thấy nó làm cái khổ. Nhưng mình có cái tâm tha thiết theo đạo Phật thì từ cái chỗ vị trí đó mình sẽ di chuyển. Ở trên đất nước Việt Nam có nhiều chỗ rất là đầy đủ phước báo. Ở chỗ biển mà đi chài lưới thì con thấy nó rất là nguy hiểm. Chồng đi chài lưới, vợ ở nhà lo lắng khi nào trở về mới bình an, mà không khéo nó chìm dưới đáy biển. Không biết bao nhiêu người mà đi biển chìm dưới chứ đâu phải một người. Con hiểu không? Cho nên cái nỗi khổ, nỗi băn khoăn, nỗi lo lắng khi chồng con mà đi ra biển để mà làm cái nghề sống đó, thì chừng mà trở về rồi thì mới mừng, chứ còn không khéo nghe nó bão tố ở đâu ở trên biển là thấy lo lắng, sống không có an, ăn không ngon, ngủ không yên, mà cả gia đình chứ không phải là riêng có một người ở trong gia đình, người nào cũng lo lắng. Chừng mà về mà thấy mặt còn sống được nữa, đó là cái nỗi khổ, nỗi khổ của cái nghề nghiệp. Cho nên từng đó mấy con sẽ tìm một cách, tìm cái chỗ di cư tránh khỏi cái vùng biển, đừng có làm cái nghề biển. Nghề biển là nghề khổ lắm mấy con. Khi đi ra rồi bán cá, nhiều khi bán rồi nhậu nhẹt say sưa sạch uống hết, không còn, không làm giàu được. Con thấy cái nghề biển có nhiều dạng khổ lắm đấy con. Thay đổi cái nghề đi, đó là cái thứ nhất, lời khuyên thứ nhất của thầy. Theo đúng như đạo Phật thì không nên cho chài lưới, không cho làm cái nghề chài lưới, không cho nghề săn bắn những thú vật ở trong rừng, đó là những cái nghề mà không nên làm. Cái nghề năm là, nhưng các con sẽ ước nguyện như thế này: con sẽ làm và đồng thời những thóc lúa mà con làm được, thu hoạch được, con sẽ chia cho những cái loài xung quanh con, chuột bỏ gì ăn phải chừa cho tao mớ. Không được hết. Con ước nguyện như vậy mà con, nó sẽ ăn nó chừa lại con, chứ không phải nó ăn hết của con đâu. Con sẵn sàng lấy công của mình để làm bổ thí cho những loài vật đó. Nhưng con biết những loài vật đó không ai xa lạ như những người thân của mình trong tiền kiếp. Nó có cái duyên để mà nó bám theo mình để sống. Mình thấy nó là chuột bọ, nó phá hoại mùa màng, mình bắt giết, mình giết dòng họ, những người thân của mình trong tiền kiếp hết. Cho nên mình sẵn sàng giúp đỡ. Con sẽ làm mà con sẽ giúp đỡ tất cả những cái loài động vật xung quanh đây đi tìm cái hạt lúa mà để sống, quá khổ sở. Con là con người, con biết cày cấy, con làm nó còn cực khổ, còn chạy đi tìm kiếm. Như hồi nãy thầy nói, một con vật mà đi tìm kiếm được miếng mồi sống là mừng hết sức. Cho nên con thấy cái loài kiến nó tìm được cái, nó chạy về, nó kêu bầy của nó lại, khiêng nhau xuống, khiêng ba cái miếng cơm, miếng đồ ăn của mình đổ vậy, nó xuống nhau, nó khiêng về ổ, nó đựng xuống ăn để nó sống đỡ nó vậy. Chứ còn nếu mà bữa nào không có là ít bữa, mình lại cái ổ mà còn nó nằm láng lên, nó chết đói.
rồi nó chết đói được sao mấy con kiến không? Những con kiến chết đó thì những con kiến khác ăn, chứ giờ nó đâu có gì nó ăn, nó phải ăn mấy thịt con kiến đó chứ, nó đâu có chôn như mình đâu, để nó sống với con nó sống tiếp tục, nhưng rồi nó cũng phải chết thôi, nó khổ lắm. Mà nó ăn rồi nó lại sanh, nó sanh trứng ra, cái lớp cha mẹ nó chết thì nó ăn rồi cái lớp con nó lại sanh ra, rồi nó chạy lăn xăng nó đi tìm không có, nó về nó thịt mấy cái người già cả của nó ăn. Mấy con không quan sát cái loài kiến, loài côn trùng ấy nó đang lăn xăng như vậy cả. Mấy con nào quan sát mấy con thấy khổ ghê gớm. Con người của mình không có khổ vậy đâu, mình biết làm, mình biết làm cho nó ra cái. Còn những con bò, con trâu, con biết nó sanh được làm cái loài đó, cỏ rác nó lên tự nhiên trên đất. Còn cái loài kiến á, nó chờ cho cái bông cỏ mà rớt xuống nó chạy ra, nó lộn lên, nó khuyên nhau về nó ăn. Thiệt ra nó chờ mà rớt được đó thì nó cũng chết đói cả đám nhau hết rồi. Nó đâu có biết làm, nó đâu có biết làm như mình đâu. Cho nên vì vậy đó, nguyện tôi sẽ làm ngày năm, tôi vừa là nuôi gia đình tôi, và tôi sẽ nuôi những cái loài vật xung quanh tôi, mà xin các loài vật đến đây, mà nếu mà có ăn những lúa, những cái kết quả của tôi, thì nên chừa cho gia đình tôi. Còn cứ nguyện vậy đi, tôi sẵn sàng, tôi bố thí cái này. Mà năm nào con mà sẵn sàng vậy, năm nào mùa thu hoạch của con đều bội thu hết, cái lòng tốt của con nó sẽ tốt hơn lúa người ta. Nó lại hoàng hoài, nó thì sai, con trồng bắp là cái bắp lớn, nó hột nhiều, mà lúa thì nó lại bông nó hoạt ra. Bởi vì cái lòng tốt của con nó sẽ cái nhân quả đó mà cái lợi sẽ rất lớn. Còn cái mà đi bắt chuột, bắt này bắt kia, không ngờ cái bông lúa mình cũng ổn nè. Con hiểu không? Cho nên sẵn sàng bố thí. Người bố thí là cái người sẽ giàu có. Còn cái người mà ích kỷ bỏng sẻn, cho nên vì vậy mà nhiều khi mấy con thấy mấy con bỏng sẻn ích kỷ là coi như là mình sẽ thất bại rất nhiều. Cho nên sẵn sàng làm, sẵn sàng chúng ăn, thà là mình nhịn đói mà những con vật no mình cũng vui được không? Thầy nói làm nghề nông chúng ta sẵn sàng làm người bố thí, giữ gìn cái đức bố thí. Thật sự ra thì phần nhiều là người Việt Nam của mình là nông nghiệp nhiều nhất, buôn bán bao nhiêu người mấy con. Nhưng mà nông nghiệp chúng ta sẵn sàng bố thí, sẵn sàng giúp đỡ những con vật. Từng cái hạt lúa rơi, ước ao mọi vật đều đến đây mà tìm những hạt lúa này mà sống. Tôi làm ra để cho tất cả mọi vật đều sống chứ không riêng gia đình tôi. Thì con ước nguyện ở trong đầu của con như vậy thôi. Cho nên con không bao giờ mà có thể nói là họ thấy chuột đi đó đem rập bắt nó để nó ăn. Không, ăn chừa cho tao nha, tao làm cực khổ. Có ăn thì ăn phân nửa là thôi chứ không ăn nhiều rồi nha. À, con nói vậy chứ nó giao cảm được, nó sẽ chừa là con sống ăn hết. Và đồng thời nó không ăn nữa. Khi mà cái từ trường thiện của mình, cái lòng tốt bố thí của mình, cái đất ruộng con, lúa người ta nó ăn sạch mà lúa con không cắt sạch. Con cứ sống đi rồi con sẽ biết cái hành động thiện của con. Thầy khuyên con, mấy con làm rồi mấy con sẽ thấy thực hiện Phật pháp mà. Nhân quả nó chuyển, thiện nó chuyển ác mà. Mình sẵn sàng mình hy sinh, mình ăn cháo mà tất cả chúng sinh đều được no là mình mừng rồi. Đó là cái tâm nguyện tốt của mình, mà thật sự mình tốt thật chứ không phải mình giả vờ, thật sự thì con sẽ thấy con không bao giờ không đó. Thầy nói cái người bố thí là không bao giờ có người đó. Và may mắn trong gia đình con có người hướng dẫn con đi đến cái chỗ khác làm ăn rất là giàu có, họ sẽ giúp đỡ cho gia đình con, họ sẽ đến họ giúp đỡ gia đình con, mà cái người đó họ sẽ giúp đỡ con. Cứ làm mà con để bố thí cho chúng sanh, dạo chuột bỏ sâu rầy gì con bố thí cho ăn hết, không giết con nào hết, thì mai mốt có người đưa con đi làm công việc khác, nó tự nó đưa mình đi đến cái chỗ bình an hơn, đầy đủ hơn, mà không có cực khổ như nhà nông. Mà mình phải sẵn sàng mình bố thí như vậy đó, thì cái duyên bố thí của các con nó sẽ đưa các con đi đến cái chỗ ở nhà cao sang sạch sẽ, có công ăn việc làm hàng ngày, có tiền bạc lương hướng đầy đủ, không thiếu. Cây vừa uống thì nhập thường xuyên đạt dùng ra tôm để kiến đám ấy thì thay cho con là một cái cấu gì để nó sẽ đạt dùng ra tử hồ để đi khổ chịu lên rất nhân quả. À, tại bảo mấy con khi mà đến cái đám ruộng này mấy con cuốc, mấy con cài. Trước khi cuốc cài mấy con nói tất cả chúng sanh ở dưới đám ruộng này tánh hôm nay tôi làm một vụ mùa
để vừa bố thí cho tất cả chúng sanh mà vừa nuôi thân tôi nữa. À, tất cả những cái loài trùng dế, tất cả mọi con vật, à, con kiến, con trùng ở trên cái đám ruộng này nên tránh, à, nên tránh đi, để không mà lỡ mà tôi làm vô tình thì chết, thì à, tôi xin tôi hoàn toàn à, tránh xa để tôi không có làm cái tội sát sanh, để tội nghiệp tôi. Thì con cứ nói vậy đi, tác ý vậy rồi có bắt đầu cài vừa cái con vật nào mà lỡ chết đó là cái nghiệp nó con. Chứ cái tâm nguyện của con đã là tâm nguyện rất tốt, con mới nói ra lời nói đó, thì tất cả những chúng sanh nó sẽ rút nó đi hết. Ví dụ như à, bữa nay ngày mai con cài đám ruộng này, chiều nay con ra con à, con tác ý con kêu gọi tất cả chúng sanh ở đám ruộng này, ngày mai tôi sẽ cài à, đêm nay phải à, các loài chúng sanh hãy rời khỏi cái đám ruộng này, để ngày mai tôi sẽ làm để cho có cái vụ mùa, để vừa nuôi thân mà vừa nuôi tất cả các cái loài vật xung quanh ở đây. À, mình nói vậy rồi thì đêm đó những cái loài vật mà nó có cái phước mà nó không có chết ở trong cái nghiệp của nó thì nó không ở lại, nó đi hết. Còn những con vật mà nó cái nghiệp nó đã đến rồi thì nó sẽ ở lại, nó bị cái lằn cài, bị lằn cuốc của mình, nó sẽ chết để nó trả cái nghiệp của nó, chứ không có gì đâu.